Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì nhóm thôn nữ miền Tây thật sự rất là vui luôn. Cho gia đình của anh Bun thì mình đã lo xong cái hồ sơ thủ tục để cho bé Trà là con của anh Bun, là thằng người con trai, năm nay cũng 8 tuổi rồi, vào chuẩn bị vào lớp 1. Thì hôm nay thì mình có mua sách vở để ngày mai cho Trà tụ trường. Và xin mời các cô chú, anh chị và các bạn vào thăm gia đình của anh Bun nha. Chị mới tới. Ý, văn là đẹp ta. Mình vô nhà đi anh. Ủa, nhà không có điện hả anh? Không, có đèn. À. Ủa, cái gì vậy? Vô đi con, vô đi rồi biết. Vô đi rồi biết nha. Vô. Ủa, nhà mình không có đèn hả anh? Không có đèn, nó là xài đèn pin không ạ. Xài đèn pin không hả? Rồi, anh với chị ngồi bên đó đi. Dạ. Chị qua đây ngồi với em nè. Rồi. Trời ơi, tối hù vậy luôn hả? Nó hù luôn à. Rồi, điện nước, nhà mình có nước không? Không, em chết trong nhà chứ. Chết nhà, chứ là nó cơm mà. Không có điện. Nhà mình không có điện, cũng không có nước luôn. Rồi xài đèn bình được không? Bình mình không có tiền mua khả năng bình rồi. Vậy hả? Đó. Hôm nay anh chị có đi làm không? Không à, hôm nay sớm chị lên nó chưa đó. Vậy hả? Chậm nếm bó ốc rồi. Dạ. À, mấy nãy chị em đã có trả là sổ hộ nghèo và là sổ hộ khẩu của anh chị rồi, phải không anh chị? Dạ. Anh chị cho em xem nha. Hôm nay ở nhà nguyên ngày đợi em luôn hả? Nguyên ngày. Mấy nhỏ nó sầm diễm ra chơi mà. Biết đâu. Dạ rồi. Thì không, em có mượn là sổ hộ nghèo nè. Và giấy chứng nhận hộ nghèo của anh và sổ hộ khẩu của anh. Là em nhờ chị của em đó là làm xong thủ tục hồ sơ giấy tờ cho Trà đi học. Năm nay thì Trà 8 tuổi rồi. Là so với các em khác ở trường á thì là nó học trễ quá rồi. Thông như là các bé thông thường là 6 tuổi là đã vào lớp 1 rồi. Nhưng mà Trà thì sinh năm 2012 nên là 8 tuổi thì mình học trễ. Đáng lẽ ra là mình học lớp 3 đó anh Bun. Đúng rồi. Nha. Sao mình không chuẩn bị để lo cho Trà đi học sớm nha anh Bun? Nói chạy lên như vậy nè. Đi á thì ở nhà chứ nói chị nó không phải nói vàng năm tháng là không có miếng xà bông. Không có miếng xà bông giặt đồ. Là không có tiền để cho Trà đi học hả? Không có tiền mua xà bông á. Không có tiền mua xà bông ngược đậu á. Nhưng mà anh có biết là Trà nó quá tuổi để vào lớp 1 không? Biết, bởi vì ấp có cho biết mà. Dạ. Rồi hồ sơ thủ tục thì em đã đăng ký với trường học xong. Rồi ngày mai là cô giáo có hẹn em vào cái điểm phụ của trường Hòa Bình Hạnh để cho Trà đi vô lớp 1. Nhưng mà cô giáo cũng có nói trước với em là Trà nó sẽ học chậm so với các bạn. Tại vì 5 tuổi thì đã vào lớp mẫu giáo rồi, là được, đã gấp dần rồi. Là 21 chữ cái, 10 đúng không ta? Thì đúng, đúng dạ. Rồi. Rồi là đánh dần hết rồi, vô lớp 1 là mình gấp rồi. 24 chữ cái, đúng rồi, 24 chữ cái. Em quên mất tiêu rồi. Nó cho nên là con sẽ học chậm, rồi ngày mai đi học vui không? Nó cho nó học thôi sức người ta chứ sao giờ. Người ta thì 18 tuổi thì đủ lớp 10, 12. Dạ. Mình, con mình thì nó 20, 25. Dạ. Thì giờ mình nghèo mình phải chịu thôi. Nghĩ chị ơi. Mẹ. Sao thì không lên chứ cho đời mà. Sống nó cho người chơi thì giờ nghe cũng ghê lắm. Cho con đi học chứ xe đạp cha nó chở hoài đó, có cho nổi nữa. Dạ. Rồi Trà nó có phương tiện đi học hay là anh Bun chở Trà đi học vậy? Có gì đạp nhà đó. Thì em bữa nay em ngồi em sửa xe cho nó đi. À, là Trà chưa có chiếc xe đạp mới để đi học, là mình có chiếc xe đạp cũ. Dạ. Xe đạp cũ là mình mua hay là của ai cho? Của ấy cho. Của chị Bảy cho. Rồi cho em mua em dự trù cho nó lớn nữa. Lớn nữa. Sao yêu mến gì dữ vậy? Dạ hôm nay thì em rất là vui luôn khi đã làm xong thủ tục cho Trà để được đi học. Thì hy vọng sau này tương lai của Trà sẽ có đi học hành, thì sau này tương lai sẽ bớt khó khăn hơn. Thì mình cũng có thể là đi làm kiếm tiền để là kiếm thêm thu nhập. Rồi, niềm vui dành cho Trà ngày mai đây. Khoan đã trước khi gì nè. Ngày mai con đến trường con có vui không? Hả? Trà nói cho dì biết đi, có vui không? Có vui không? Dạ. Gặp bạn bè có thích không nè? Thích không? Gặp bạn bè con có thích không? Thích. Nè nhìn cô nè, sao thích nhìn cái gì vậy? Ngẫm nhở. Tên nè.
có điện tử luôn. Đó, có điện tử luôn. Rồi sao? Cô đưa rồi, có cảm ơn cô không nè? Cảm ơn cô đi con. Cảm ơn cô. Rồi. Hôm nay thì An thật sự rất là vui luôn khi được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là chú Nghiệp và cô Dung hỗ trợ dụng cụ học tập cho bé Trà sang cái năm học đầu tiên, là vào đến là năm học lớp 1. Thì mình cũng rất là vui, rất là may mắn luôn là mình đăng ký đúng thời điểm là khai giảng năm học mới. Nên là nếu không là mình vài ngày nữa sau thì mình sẽ trễ, Trà sẽ trễ thêm một năm nữa thì 9 tuổi mới được vào lớp 1. Cũng rất là may mắn cho gia đình. Rồi đây tiếp nha. Đây sáp đây. Đó đẹp chưa. Đây. Rồi cái này cái bảng cho con nha. Cái bảng là lớp 1 là cô giáo nói với gì á là cần cái bảng nè. Đó. Cái bảng của con. Toàn bộ ngày hôm nay là điều của con hết. Nè viết nè. Nhãn nè. Chị có biết bao tập không? Không, con muốn biết. Anh Buôn làm nha, anh Buôn bao tập lại cho em nha. Ngày mai là đầy đủ sách vở để đi học nha. Đây, tập này, viết, em có mua viết chì nè. Đó, và viết mực luôn. Bút, nhãn. Nhãn này thì anh dán, dán lên đây. Học con hả? Dạ, đúng rồi. Tiếp theo là bộ sách đây của con. Đó. Chừng nào quý quý học như anh nha thì dì An sẽ mua cho. Đó, đây là bộ sách lớp 1. Con đâu rồi? Cái này là anh bao lại, anh dán lại nha. Rồi, hai vợ chồng làm cho bé nha. À, ngày mai là em kiểm tra đó nha. Ngày mai là em kiểm tra là xem coi mình có dán rồi đầy đủ cho trẻ nó đi học không nha. Giờ như vậy nè, đi nói chị giờ mình đầu tiên mình bốn cuốn được. Dạ, thì anh cứ làm bốn cuốn đi. Em cũng thông qua. Dạ, đừng con. Thì từ mình học gì à? Hiểu ra để học gì à? Một cặp rồi học về. Dạ. Vậy vậy học gì à? Là đợi gì chút xíu. Đợi gì xíu nha. Anh cứ bao trước mấy cuốn đi anh Bun. Dạ. Rồi ngày hôm nào học cái gì đó thì dạ, mình sắp xếp cho bé theo thời khóa biểu. Thì ngày mai vô gặp cô giáo thì em mới có trao đổi nhiều việc với anh được. Thì giờ mình bao hai cuốn sách, hai cuốn vở đi. Dạ. Thì em xin thông qua cái chi phí mà cô chú Mạnh Thường Quân, đó là chú Nghiệp và cô Dung hỗ trợ cho Trà đi học nha anh. Dạ. Dạ. Thì cái này là em mua ở hiệu sách Kim Khanh. Thì bộ sách giáo khoa với lại bao kiến á, thì em mua bao kiến hai loại, loại 9 miếng và 11 miếng. Thì một bộ sách giáo khoa lớp 1 là 324.000, bao kiến sách 3 chính là 3.000, giá 3.000 là thành tiền là 27.000. Rồi vì bao kiến là 11 2.000 thành tiền là 22.000. Tổng cộng cho bộ sách và bì bao luôn là 373.000. Tiếp theo là cái cặp em mua cho Trà là 230.000, vở là 68.000 cho 10 cuốn, đồ chuốt, sắc màu, thước, bản viết, viết mực và viết chì. Thì họ tính tổng cộng cho em luôn là 86.000. Rồi em cộng cho hai cái món đồ mà em mua còn cho bé Trà đó thì tổng cộng là 757.000 đồng. Chi phí thì cô chú giúp đỡ cho gia đình anh là 757.000 cho cái phần sách vở để cho Trà đi học. Chị vui không? Anh Buôn với lại chị bé có nói lời gửi đến Mạnh Thường Quân không? Chú Nghiệp cô Dung không? Em tiếc gì mà em mặc hai người đó đang em cảm tạ, chứ em giờ em không biết nói lời nào hơn. Dạ. Giờ em được con em đi học quá thì em mừng lắm rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị. Dạ, em không biết nói lời gì cảm tạ được. Để chút xíu đi quý. Dạ, cảm ơn anh. Tiếp theo thì là bạn Yến Vi. Thì thấy hoàn cảnh gia đình của anh cũng thật sự rất là khó khăn. Dạ. Nên là bạn cũng có gửi về một số tiền ủng hộ cho gia đình anh chị. Nha, hôm nay thì em đến thì em sẽ trao luôn cho anh chị. Dạ. Là số tiền là 1.150.000. Em gửi anh. Dạ. Rồi. Anh có đôi lời gửi đến bạn Yến Phi đi. Thì em xin gửi như vậy. Giờ giúp đỡ cho con em đi học được. Số tiền này là em biết là đi, có ngồi đi chị thể Quý gặp mặt mà đối diện với chị Yến Phi. Dạ. Số thứ nhất con, em... mẹ
ăn nè. Ăn mà ăn giáo dục là chuyện quỳ thì nó mừng dữ lắm. Dạ. Mà em vậy cũng làm Yến hoài, làm khả năng không nổi. Thôi ngồi đây đi, ngồi xuống đây. Về không mua kẹo rồi cô. Em... không mua kẹo mà. Ồ, ngày mai đi, ngày mai 6 giờ gì vậy? Đây, khởi xuống cho con nha. Dạ. Thì em cũng thông báo cho anh biết là cô giáo hẹn 6 giờ sáng ngày mai là cái ngày tụ trường chính thức. Thì em hẹn anh ngay tại trường, sau đó em sẽ dẫn trà vô trong lớp học và đóng tiền những cái thứ mà cần thiết cho việc học tập. Dạ, dạ. Cảm ơn. Rồi, thì em cũng xin đại diện nhóm thôn nữ miền Tây thì cũng cảm ơn là chú Nghiệp và cô Dung đã hỗ trợ tập vở cho bé trà để có cái... dụng cụ để bé đến trường. Thì xin chúc chú Nghiệp và cô Dung thật là nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì cũng xin cảm ơn nữa đó là bạn Yến Vi đã hỗ trợ chi phí ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho gia đình của anh Bun. Xin chúc bạn thật là nhiều sức khỏe nha bạn. Có xin chào à? Xin khi à? Nào mà gặp à. Gặp có gì em đó, cho em biết tại vì em rất là vui. Bởi vì em không có khả năng mà cho con em đi học nổi. Dạ, yeah. Thì em hy vọng... Tới bông đó mà còn... Chữ bông đó, còn 10 ngàn đó. Thôi bây giờ là vui rồi. Thì mình cứ tạo điều kiện là anh phải đưa đón ban đầu cho trà quen trường. Thì sau đó anh hả bỏ trà đi xe đạp. Nhưng mà anh cũng phải theo sau để coi nó con mình nó có đi đến trường, đến nơi, đến chốn không. Mình phải định theo chứ. Dạ, đúng rồi.